Đồng Gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2016, cũng là ngày đầu tháng 8 dương lịch. Và chúng tôi hôm nay xin giới thiệu với quý vị video clip chiếc tủ chè cánh cong bệ đục tích mai điểu, hay là tích đào điểu, cài phúc thọ và lèo là ba cành hồng chỉ. Lèo ba cành hồng chỉ, khảm cánh khảm ốc đỏ văn vương cầu hiền. Và một bên là thái công thất thập mộ văn vương, và một bên là tam cố thảo lưu cầu hiền đức, tức là tích văn vương cầu hiền. Cái ốc này chúng tôi là khảm ốc rất là đỏ, do cái thời tiết bây giờ đang là lúc 18:20 nên nó không được tốt, ánh sáng không được đỏ, nên là cái đường nét ốc mà chúng tôi quay nó chỉ đạt đến tầm khoảng 60% thôi, khi ở bên ngoài nó còn đẹp hơn này rất nhiều, nó không thể hiện được cái nét ốc đỏ. Đi chi tiết cái bệ, bệ chúng tôi đục tích đào điểu theo đúng theo lối cổ, cài mai thọ tức là phúc thọ, tủ cánh cong gỗ hụ, và cái bệ này chúng tôi làm dày 10 phân, đục chạm kênh bong lổi 3D bằng tay, hoàn toàn là thủ công anh ạ. Như những video trước thì tôi đã giới thiệu quý vị là Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên sản xuất những các cái tủ chè đặc sắc, đẳng cấp từ nhà trở lên. Hôm nay chúng tôi xong được 3 chiếc tủ chè này, 2 chiếc đang để tại cơ sở 1 và 1 chiếc chúng tôi mới chuyển xuống cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và quý vị có nhu cầu liên hệ mua hàng, đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua 2 số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Đây tôi sẽ quay chi tiết cái lèo mai điểu và anh hùng tương ngộ. Đây là tích là anh hùng tương ngộ, trên dưới là chúa tể Sơn Lâm và trên là chúa tể bầu trời xanh, đây là đại bàng và là anh hùng tương ngộ, và cài nho sóc mai điểu và hoa mai và chim điểu. Đây quý vị xem đều nét đục chạm rồi, nó hết sức là tinh xảo. Bên này cũng là có tích anh hùng tương ngộ, tức là một bên là chúa tể trời xanh, một bên là chúa tể trời xanh. Lèo gọi lèo ba cành mai điểu và anh hùng tương ngộ cài hồng chỉ, tích rất là ý nghĩa. Và đôi cánh tủ chè tôi khảm là tích văn vương cầu hiền, thái công thất thập mộ văn vương, và bên này là tam cố thảo lư cầu hiền đức, rất là ý nghĩa. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389, hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, Viber, Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân qua chúng tôi. Và chúng tôi cũng tiện thể giới thiệu luôn là bên trên là cái đĩa bằng gỗ hương đỏ, chất liệu bằng gỗ hương đỏ, đường kính cái đĩa này là 60 phân, ba cái tay rồi 60 phân, là cao từ dưới đất lên trên ngọn là 89 phân. Đấy, riêng cái đĩa 60 phân mà đế là 20 mấy phân đấy, 29 phân và 89 phân. Tiến ơi, Tiến mang ra như thước đo từ dưới lên trên cái đĩa bao phân. Đĩa này có tích là phù dung hoa mẫu đơn và hoa phù dung, là đôi chim công, tức là ý nghĩa là phu thê viên mãn, phú quý cát tường, tức là có cây mai và chim điểu, tức là phú quý cát tường. Chiều cao tổng thể của đĩa là 81 phân, và chiều ngang to nhất bên dưới tính từ chân đế là 62 phân. Đấy, và cái đĩa này chúng tôi là dày 8 phân đục lổi kênh bong, hoàn toàn là thủ công 3D,
móc và tôi có để cho vị xem nhét được cả một cái bút lông vào đấy. Thì khi chúng ta vẽ nhìn còn khó đây, các thợ lành nghề kỹ thuật cao đục tỉa mọi móc rất là đẳng cấp. Đấy, vị xem một cái bút lông dày khoảng 3 phân đây chúng tôi này, đấy hở rỗng bên trong, rỗng trong tầm khoảng 4 phân. Từ cái đĩa này chúng tôi dày 10 phân đục lồi kinh bong. Đấy, vị xem này, móc rất là đẳng cấp. Đấy, chỗ nào cũng có thể móc được, rất là sâu. Các vị xem đây, kinh bong sâu đến 4-5 phân. Đấy, rất là đẳng cấp, không phải ai cũng có thể làm được cái hàng này. Đấy, chưa to, cái bút lông rất là to mà vào còn vừa. Đấy, để quý vị biết được cái độ lét kinh bong nó rất là tinh xảo mức độ nào. Đôi chim công với hoa mẫu đơn này tượng trưng như là phu thê viên mãn. Đấy, quý vị chơi này rất là ý nghĩa, có thể để phòng khách hoặc là phòng ngủ. Hoa mẫu đơn này tỉa đục chạm toàn hoàn toàn là thủ công với nghệ bằng tay. Quý vị xem trên màn hình nha, thì thực tế là bên ngoài nó kinh bong đẹp hơn rất là nhiều lần. Riêng cái chất liệu này chúng tôi làm ở trên là gỗ hương ta hay còn gọi là hương đỏ, rất là đẳng cấp. Và hai bên cạnh tôi là hai cây đèn gỗ chắc cao 80 phân, hoàn toàn là làm chất liệu gỗ chắc đỏ ở Việt Nam rất là quý hiếm. Và ở giữa là đôi kỳ lân mẫu tử làm chất liệu gỗ hương đá. Đầu gỗ Thiên Lân chúng tôi là chuyên sản xuất những cái hàng cao cấp, gỗ thì từ những nhóm 1 ra trở lên, gỗ chắc, gỗ cẩm nai, cẩm chỉ, gỗ mun, gỗ hương, gỗ ngụ. Quý vị có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi hoặc tại cơ sở 1 là cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, hoặc cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở video này chúng tôi giới thiệu quý vị là chiếc tủ chè vẫn đang để hoàn toàn để mọc. Riêng cái thùng tủ chè này chúng tôi làm rất là dày, cái hồi chúng tôi làm dày 2 phân rưỡi, hồi đây là dày đậu 2 phân rưỡi, toàn bộ ván chắn nó dày đậu 1 phân, không như hàng chợ bình thường. Cánh cong này chúng tôi dày đậu 1 phân 8, xẻ khoét cong chứ không phải là cánh uốn. Toàn bộ tôi là cánh xẻ khoét cong mà khảm ốc rất là đỏ. Đấy, khi chúng tôi đánh màu lên thì cái ốc này nó cực đỏ, quý vị có nhìn thấy vàng chanh rực lửa. Đấy, do chúng tôi quay là trời tối nhưng mà nó ánh cái cổ ốc đỏ nó chưa được thể hiện hết. Đấy, mới như này đây mà quay quý vị có thể xem được nó màu rất là đỏ, rất là ánh. Thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều lần. Và đây chúng tôi vẫn đang để hoàn toàn mộc, chưa can thiệp màu. Thì quý vị mua hàng thì chúng tôi có thể là nhuộm vôi trong và oánh xi rất là đẳng cấp theo đúng theo lối cổ. Khi hoàn thiện đáy xi lên thì rất là đẹp, và quý vị có thể xem những các video trước chúng tôi đáy xi hoàn toàn là thủ công hết, một cái nèo rất là đặc sắc, mai điểu cài hồng chỉ và anh hùng tương ngộ lèo cho nó đục rất là ý nghĩa. Toàn bộ cái tủ này là tủ cánh cong, gỗ rất là dày, toàn bộ ván chắn là dày 1 phân đậu và hồi dày 2 phân rưỡi, cánh dày 2 phân cưa đi còn 1 phân 8, cánh xẻ quét cong. Thì quý vị xem được cái đường nét ánh đỏ như quay. Đấy, ốc rất là đỏ, riêng đỏ không cũng chưa phải là đẹp. Đây chúng tôi còn này phải là vàng chanh rực lửa nữa. Đấy, quý vị xem này, vừa đỏ vừa vàng chanh, ta mỗi thế nhìn là một màu khác nhau. Nhìn thẳng vào màu đỏ, người ta nhìn nghiêng nữa ra màu vàng chanh. Đấy, nhìn ngược từ lên trên xuống dưới thì ra màu hồng. Ốc rất là đẹp, mà hoàn toàn là chúng tôi là ốc nhập khẩu bên Singapore, ốc đỏ Singapore hết. Đấy, cái tủ chè chúng tôi khảm tích Văn Vương Cầu Hiền, bên tay phải là Thái Công Thất Thập Mộ Văn Vương, bên tay trái là Tam Cố Thảo Lư Cầu Hiền Đức. Đọc theo đúng theo lối cổ. Nhiều đơn vị cũng khảm cái tủ chè nhưng mà không biết cái tích thì nó là cái tích gì. Đấy, như chúng tôi đầy đủ tích cho quý vị để quý vị nắm rõ được cái thông tin về cái tủ chè. Khi chúng ta chơi tủ chè mà không nắm được rõ cái tích thì cũng rất là phí, mà nhiều đơn vị làm ra cũng chẳng biết là cái tích gì cả, nên chúng tôi là nhà nghề nơi sản xuất và làm theo đúng lối cổ. Chúng tôi biết được từng tích gốc của cái tủ chè như thế nào. Và cái bệ này chúng tôi gọi là bệ mai cài thọ, hay là còn bệ là bệ đào điểu cài phúc thọ.
phúc tức là con rơi, ngậm chữ thọ tức là phúc thọ, rất là ý nghĩa và chơi nó có giá trị. Và chúng ta đây là chơi cái tủ chè, tức là chơi về nghệ thuật nhiều, nên chúng ta phải hiểu về cái giá trị nghệ thuật của nó rất là hay. Riêng cái tích Văn Vương Cầu Hiền này rất là ý nghĩa, tức là chúng ta Văn Vương Cầu Hiền tức là chiêu nhân tài, chuộng nhân tài ở mọi nơi và mọi tầng lớp xã hội, cũng như là mọi thể chế triều đình đều chiêu mộ nhân tài rất là ý nghĩa. Cũng như là chúng ta bây giờ đấy, cầu hiền cầu tài thì ai cũng muốn, mặc dù nó là tích của Trung Quốc nhưng mà rất là ý nghĩa thì chúng ta chơi. Đấy, quý vị xem này, tôi quay ánh ốc đỏ càng buổi tối lên ốc nó càng ánh đỏ long lanh, thì quý vị xem này rất là đẹp. Đấy, mà ban ngày thì nó còn đẹp mức độ nào thì quý vị có thể biết được. Buổi tối quay tôi quay ốc rất là đỏ này. Quay theo chiều nghiêng nó một màu, đây quý vị xem này, quay chiều nghiêng một màu và quay chiều thẳng một màu. Tôi đi sâu vào đôi cánh của chè để mình xem và từng cái đường nét dây dưa này, thì tôi khảo với cái dây dưa này đấy, cắt rất là nghệ thuật. Các cái này thì ta vẽ còn khó, nhưng đây thợ lành nghề chúng tôi cắt nhỏ như sợi tóc các cái đường dây dưa này, nhỏ như sợi tóc. Và các lá dưa ở góc này chúng tôi là xen nọng từng cái xương giống lá dưa, quý vị nhìn đây đấy, xen nọng từng các cái lá dưa này rất là nghệ thuật và kỹ thuật đấy, chứ không phải ai làm được. Và nhiều đơn vị sản xuất ra cũng không thể, họ đi mua nó không thể biết được các cái nguồn gốc và kỹ thuật đục nó như nào, chỉ biết là mua về bán thôi. Chúng tôi sản xuất ra tư vấn quý vị chi tiết từng lá dưa này, chúng tôi xen nọng rất là cầu kỳ đấy, nó có để ra từ cái dây này để vào cưng lá này, lá cái vạch này đấy, khi chúng tôi lặng có ốc vàng nó màu xanh đỏ rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Toàn bộ cái dây dưa chúng tôi khảm là toàn bộ là cắt thủ công bằng tay hết, cái dây dưa ở giữa này và cùng kèm theo lá dưa này là rất là đẳng cấp. Đấy, tôi quay cái lá dưa mà màu xanh này màu đỏ này, rất là nhiều màu sắc, mặt trời như chọn mặt trời đỏ rất là đẹp. Đấy, quay quý vị xem rồi đấy, bây giờ bắt đầu ánh nắng nó hắt vào rất là quá đẹp đi đấy, một màu đỏ rất đẹp, đỏ vàng chanh. Mỗi lần tôi nghiêng máy là sẽ ra một cái màu rất là đẹp. Quý vị xem đây, nhìn theo đủ các chiều, mỗi chiều màu đỏ khác nhau. Và quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng và mua hàng. Đỗ Thành Luân, cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, hoặc cơ sở 1, cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770 888. Và quý vị có thể gửi qua Zalo cho chúng tôi. Trước khi quý vị gửi Zalo hãy gọi điện cho chúng tôi nhắc và chúng tôi sẽ đồng ý kết bạn để quý vị xem hình ảnh và chúng tôi gửi lại hình ảnh báo giá trực tiếp cho quý vị xem. Cũng có nhiều quý khách hỏi tại sao không báo giá ngay. Thế nhưng mà để cho nó rõ ràng và nó thật thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để báo giá chính xác. Vì bây giờ hàng nó cũng có rất nhiều loại. Tôi phân tích cho quý vị sát quý vị xem. Bây giờ tôi quay bên cánh này. Đường nét ốc của đây rất là đỏ. Đấy, mỗi một chiều quay nữa ốc nó một màu khác nhau. Quý vị có thể xem. Đây, rất là đỏ. Bên này là Tam Cố Thảo Lư Cầu Hiền Đức. Và toàn bộ đây chúng tôi khảm dây dưa rất là nhỏ li ti và xen nọng cái lá dưa rất là đẹp, xanh đỏ đỏ, đúng theo cái lá dưa thật. Đây, từng cái sống xương thì quý vị xem này, sống của cái lá dưa này rất là cầu kỳ. Đấy, dưa tôi khảm ốc màu đỏ ánh này, mỗi lần tôi xoay máy thì cái ốc nó theo một màu khác nhau, chứng tỏ ốc toàn bộ là ốc đỏ Singapore nhập khẩu và màu sắc ra thì màu vàng chanh rực lửa và bảy sắc cầu vồng. Vì cái tủ chè này nó là quá đẹp rồi, giới thiệu mãi thì cũng
Như vậy thôi, nếu quý vị nào có nhu cầu thực sự quan tâm hoặc muốn mua hàng đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau.